ở con người Hàn tín á có một cái câu rất là hay mà bây giờ các bạn biết đó là gì? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đó là câu đó của Hàn tín nha. Tại vì sao có câu đó? Lúc mà Hàn tín nó nghèo á, nó đi ra ngoài chợ, nó gặp cái đám luôn mạnh vô cơm kìa, ăn hiếp nó. Xong rồi 10 năm sau khi khởi nghĩa thành công, Hàn tín quay lại cái làng xưa. Bây giờ nó gặp thằng đó, nó kêu ê cu biểu, thằng đó giờ sợ đái không ra nước luôn em. Đó, nó đưa chân lại bắt thằng kia chu hán lại. Câu chuyện sau 10 năm và nó tha cho nguyên nhà đó luôn. Võ luyện văn ôn học binh thư, nếm mật nằm gai đợi báo thù. Thảm sát Trường Bình thù Triệu Quát, xích bích ngàn năm hận Tôn Lưu, Bạch Khởi Trương Nghi bình Yến Khuất, Tây Thi Phạm Lãi định Xuân Thu, Trị Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, xa trường giết địch sử mãi lưu. Xuân Thu Luận Kiếm, Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió sử Tàu. À, chào mừng các em đến với chương trình Chém Gió Sử Tàu. Xin trân trọng thông báo chương trình Chém Gió Sử Tàu bởi Thánh Kiếm Hiệp, Thánh Lịch Sử, Thánh Đam Di Nguyễn xin được chuyển về kênh cá nhân, đó là kênh Di Nguyễn THOL trên YouTube. Có rất nhiều kênh của tôi nhưng tất cả đều là fake. Anh em tụi nó lấy chương trình like của tôi nó cắt lại thôi nha mấy bạn, không phải kênh của tôi đâu. Kênh của tôi chỉ có 3 kênh thôi. Bây giờ ai comment đúng 3 kênh trúng event nha, 3 kênh của tôi. Rồi. À, hôm nay là anh sẽ đi qua bóc phốt. Nói chung là em hiểu là chém gió sử tàu cũng được và bóc phốt sử tàu cũng được. Trong cái thể loại video này á, thì anh nói chuyện rất là trẩu. Tại chém gió mà, nói chuyện rất là trẩu và khịa. Đó. À, chủ đề hôm nay anh muốn chia sẻ với tụi em á, là anh làm anh đam lại. Anh đam lại cái gọi mà tụi nó hay dùng cái từ mà gọi là hán gì? Cái gì? Tam kiệt hán sơ. Đó. Tam kiệt hán sơ tức là nó đang đề cao vai trò của ba cái thằng khứa đi phò lưu bang đó mấy em. Đó, nó nói là nhà ba này là anh hùng đỉnh thiên lập địa đồ này nọ kia đồ chánh nhân quân tử đạo đức đồ hang. Đó, phò hán cô tổ lưu bang trong cái thời hán. Đó, trong cái thời hán nói chung là chừng 200 trước công nguyên á, năm đó đó, năm khoảng 200 trước công nguyên đó, này nọ là 22 rồi tới 195 197 gì đó trước công nguyên là những cái năm tháng đó đó. Là hả, nó xảy ra một cái biến cố, đó là Tần Thủy Hoàng lên thống nhất á. Tần Thủy Hoàng thống nhất là chư hầu để lập ra nhà Tần đó. Rồi nhà Tần bạo hành này nọ kia quá đó, đốt sách chu nho xây dạng Lý Trường Thành rồi đó hen. Có Hạng Thiếu Long đồ phò tá rồi đó mấy em. Cái này chém gió nhà, chém gió là phải như vậy. Rồi thì ba thằng gọi là tam kiệt đúng không, hán sơ là gồm ai? Thứ nhất Tiêu Hà, thứ hai á là Hàn Tín và thứ ba là Trương Lương. Thì ba cái nhân vật này nè, nó được lịch sử của Trung Hoa nó bơm, nó xào, nó chẻ, nó nhồi sọ chúng ta bằng ba thằng nó hay lắm. Nhưng mà không phải, bạn biết không, lịch sử mà lịch sử của Tàu, lịch sử Trung Hoa đó mình nghe là mình phải trả giá bớt, chứ đừng có đọc theo sách bạn không hiểu, bạn phải biết phân tích. Bây giờ là gì phân tích cho bạn nghe. Đầu tiên á, tôi không công nhận ba này giỏi nha, tôi không công nhận ba này nó như những gì sách nói, mà duy nhìn nó một sự việc rất khác. Đầu tiên á, nói về Tiêu Hà là gì? Tiêu Hà là giống như ngày xưa đó, ở trong cái bái huyện đó đó là sếp của con Lưu Bang luôn. Lưu Bang là đình trưởng, Tiêu Hà chức to hơn đó. Nhưng mà khi mà Lưu Bang khởi nghĩa đó, Tiêu Hà nó theo nó giúp, và nó giúp Lưu Bang từ lúc mà gọi là Lưu Bang ở biện huyện bái, xong rồi chiếm được Quan Trung, xong rồi này nọ làm Hán Dương luôn đó. Và sau này Tiêu Hà nhậm chức thừa tướng. Tiêu Hà nhậm chức thừa tướng, nhưng mà người Tiêu Hà bây giờ có tốt hay không, nó có đáng để gọi là chính nhân quân tử đầu đội trời mà chân đạp đất hay không? Di Nguyễn xin thưa là không có. Bây giờ bóc phốt Tiêu Hà nè. Tiêu Hà đó là một người ích kỷ. Tại sao ích kỷ? Nó thuốc Hàn Tín chết. Hàn Tín là cái như chơi rất thân với Tiêu Hà. Ngày xưa đổ nhất quan hệ nhì tiền tệ này đưa tiền đổ lo lót vô và quan hệ tiến cử Lưu Bang, nhưng mà sau này chính thằng Tiêu Hà nó giết Hàn Tín luôn. Đúng không? Thằng Tiêu Hà nó về phe của con nhỏ là Lã Trĩ. Lã Trĩ là hoàng hậu của Lưu Bang đó, nó về phe đó, nó hẹn nó dụ Hàn Tín vô cung. Lúc đó Hàn Tín là Tề Dương đó, nó là kêu là phong hầu luôn rồi đó. Nó
kêu hàng tính vô cung này nọ rồi chơi mẻ chiêu đi từ lưu dưa hết, xào chẻ đồ đúng không, rồi thuốc thang đồ giết chết luôn, lã trĩ giết hàng tính. Bởi vì hàng tính trước khi chết tức nói một câu đúng quá trời, cuộc đời tao đúng quá thiên hạ đệ nhất vô đối luôn, đúng không, đánh thiên khắp thiên hạ không đối thủ luôn, thống nhất giang sơn nhà Hán về một cụm, mà cuối cùng chết trong tay đàn bà đó. Mà đâu phải là chết trong tay đàn bà không, cái thằng Tiêu Hà là thằng bơm. Bởi tao nói là hàng tính là gì, được sự là cũng Tiêu Hà mà bại sự cũng là Tiêu Hà đó. Nên con người mà gọi là chơi với bạn vậy mà thuốc bạn là gì không chịu rồi đó, là không bao giờ mà coi nó là chánh nhân quân tử được. Còn cái thứ hai nữa đúng không, sau khi á mà gọi là Lưu Bang á thống nhất được đất nước á là Lưu Bang thanh trừng nội bộ không em, Lưu Bang thanh trừng nội bộ giết sạch gần hết luôn á đó. Xong thằng Tiêu Hà nó biết được, nó sợ chết, thằng Tiêu Hà nó sợ chết, biết nó giả thảnh chiêu gì không mấy em, nó giả thảnh chiêu gì, nó giả thảnh chiêu bây giờ nó là quan là khá là trong sạch đó. Nhưng mà hả là nó đi, nó kêu thằng đệ nó đó, bây giờ mày bóc phốt tao đi, mày làm cho tao trở nên hối lộ đi, để cho mày về kể tội tao đi, mày tố giác tao đi. Cái thằng này nó nói ủa vậy là sao không hiểu, tự nhiên ông thanh sạch vậy mà ông đi tố cáo ông tự thanh nhũng hả, cứ nó thanh nhũng quốc nạn nha, không được nha đó. Xong rồi cái cuối cùng á thằng Lũ Bang nó nhận thức rồi, trời ơi má ơi Tiêu Hà mày theo tao bao nhiêu năm rồi, tại sao mày nở lòng mày xào chẻ ngân khố rồi dữ vậy mày, nhưng mà mày xào chẻ vậy tao mới thích. What? Phi lý chưa, tại sao, tại vì mấy thằng xào chẻ là mấy thằng không có tham vọng làm phản, nên nó tin thằng Tiêu Hà không làm phản, nên thằng Tiêu Hà sống tới cuối đời luôn mới ghê chứ. Lưu Bang chết trước Tiêu Hà nha. Vậy thì hỏi nè, vậy thì công trạng của Tiêu Hà ở đâu trong cái ván bài mà Lưu Bang thống nhất giang sơn, là cái công trạng Tiêu Hà nằm ở những chỗ sau đây đó. Tiêu Hà là lo về vấn đề lương thực thực phẩm cho Tiền Tiến rất tốt đó, Tiêu Hà ổn định dân cư khá tốt, và Tiêu Hà điều hành đất nước tốt đó. Wow. Đó là những cái gì mà người ta gọi là Hán sơ tam kiệt ở con người Tiêu Hà nha các bạn. Tiêu Hà là thừa tướng đó. Rồi bây giờ di qua đi nhân vật thứ hai. Nhân vật thứ hai là Hàn Tín. Hàn Tín là đại tướng đó, mà ở con người Hàn Tín rất là kiêu ngạo. Mà Hàn Tín được thiên hà tôn là chiến thần, tất nhiên Hàn Tín không thể nào là chiến thần được đó. Hàn Tín không thể nào chiến thần được. Để làm sâu về nhân vật Hàn Tín, về những cái trận đánh về này kia thì Duy sẽ làm một video riêng, còn hôm nay Duy bóc phốt Hàn Tín thôi. Hàn Tín á là xuất thân là từ giai cấp vô sản đó, sau khi học bí kíp này nọ của Trương Nghi đó, của Tô Tần đó, nó học bí kíp của những cái trận đánh này nọ cả về quân sư bình này nọ cái kiểu đó, nên Hàn Tín rất là ngạo mạn. Ở con người Hàn Tín á có một cái câu rất là hay mà bây giờ các bạn biết, đó là gì, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đó là câu đó của Hàn Tín nha. Tại vì sao có câu đó, lúc mà Hàn Tín nó nghèo á, nó đi ra ngoài chợ, nó gặp cái đám lu manh lu cơm kìa, ăn hiếp nó, đám lu manh lu cơm có ông đại ca, nó đưa cái chân lên nhà nè, nó bắt chui Hán đồ, nó bắt chui qua. Thì Hàn Tín đáng lẽ là có thể giết hết bọn nó rồi đó. Nhưng mà Hàn Tín nó nói là thôi chuyện này chuyện nhỏ không cần phải gọi là làm chỉ cho rùm beng sau nước, nên Hàn Tín chui Hán đó luôn. Xong rồi 10 năm sau khi khởi nghĩa thành công, đúng không? Giang Sơn thống nhất về một mối. Hàn Tín quay lại cái làng xưa, gặp lại người bạn tri âm đời cũ, bây giờ đã là mẹ của đứa con rồi. Đâu nó dắt nhân gia kêu chú đi con, Hàn Tín sợ ngơ luôn. Đó, Hàn Tín sợ ngơ luôn. Rồi xong rồi xui cái này mới nhỏ nè. Cái người con gái mình thương lấy chồng đẻ đứa con thì chớ, mà thằng chồng nó lấy là cái thằng ngày xưa mà mình chua Hán nữa mới đau chứ. Đó, cái thằng chồng nó lấy là cái thằng ngày xưa mình chua Hán. Bây giờ nó gặp thằng đó, nó kêu ê cô biểu, thằng đó giờ sợ đái không ra nước luôn em. Đó, nó đưa chân lại bắt thằng kia chua Hán lại. Câu chuyện sau 10 năm và nó tha cho nguyên nhà đó luôn. Thì nó nói là cái câu chuyện đó là cái điển tích, đó là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vậy thì cái cá tính nào của Hàn Tín mà anh cảm thấy không có men? Thứ nhất á, thằng Hàn Tín á là theo anh thấy á, thứ là nó là thằng phản chủ. Nó là thằng phản chủ, mà đối với anh á, mấy cái thằng nào mà phản chủ là kể như là anh coi thường hết à. Nó tật anh nó vậy đó. Hàn Tín á ngày xưa nó đi theo Hàn Vũ, mà nó không được Hàn Vũ trọng dụng. Đó, những cái kế nó đưa ra Hàn Vũ không có xài. Nó đâm ra nó bất mãn, rồi nó bỏ. Nó bỏ thằng Hạng Vũ, nó đi qua thằng Lưu Bang, nó làm chó cho Lưu Bang. Đó, nhưng mà Lưu Bang thì ngu mà, Lưu Bang biết mẹ ở đâu, gặp thằng Hàn Tín qua nên giao cho Hàn Tín toàn quyền, Hàn Tín thích lắm. Hàn Tín nói cuộc đời nàng nào cho tao quýnh trận là tao theo à. Nên ở cái con người Hàn Tín không có sự trung, nó không có tính chất gọi là trung.
Đó. Rồi sau khi mà gọi là nó đánh trận ABC xào chẻ, cái trận cuối cùng ở thành Cai Hạ, nó gặp lại thằng Hạng Vũ, thì đáng lẽ là chủ cũ của mình thì mở cho ta đường sống đi, đúng không? Vậy mới được. Còn đằng này á, nó ra lệnh giết. Nó ra lệnh giết nhưng mà nó giết méo được nha các bạn. Các bạn nên nhớ nè, nó ra lệnh giết mà nó giết không được. Đó, nói cho rõ. Đó, tức là ở đây cái tư tưởng, cái tư cách của thằng này là chó phản chủ. Nó mới gặp chủ cũ thì giờ có dù ngày xưa người ta không trọng dụng mình thì người ta cũng đâu có giết mình đâu. Thằng Hạng Vũ đâu giết Hàng Tín đâu ba. Đúng không? Mà giờ Hàng Tín nó đẩy Hàng Vũ vô chỗ chết, nó quyết giết. Mà giết không được thôi. Nó đâm ra cái thằng này tư cách nó rất là hẹp hòi. Không, mà tư cách nó rất là hẹp hòi mấy em. Rồi thêm một cái tội nữa mà Lưu Bang ghét nó nè. Thằng Lưu Bang bị thằng Hạng Vũ quýnh như chó luôn, chạy cũng như chó luôn. Chạy quá rồi chạy luôn, bao nhiêu trận. Nó giết thư được kêu Hàng Tín cứu, Hàng Tín không cứu. Ô, Hàng Tín không cứu nên thằng Lưu Bang nó cũng cay Hàng Tín chỗ đó nữa. Thằng Lưu Bang nó cần một tướng trung thành. Trung thành là sao? Tức là tao kêu mày cứu tao thì mày về mày cứu đi. Còn thằng Hàng Tín nó lo cho đại cuộc, nó ngồi nó tính toán này nọ đại cuộc các cả kiểu. Nó nghĩ rằng Lưu Bang chắc không chết đâu nên nó không về cứu. Mấy cứu luôn nên thằng Lưu Bang cũng cay Hàng Tín. Nên cái gọi là trong về tài năng, Hàng Tín là có tài chứ phải không có tài. Nhưng mà tài năng của nó đó, có điểm thì nó hơn Hàng Vũ nhưng mà có điểm nó thua Hàng Vũ. Nhưng mà nói chung nó là người cầu toàn và người gọi là con người là cẩn thận đó, và con người khá là tính toán chi li về mặt gọi là được và mất đó. Ở trong cái chức của Lưu Bang nó giữ chức đại tướng quân mà là chém gió ra quýt lộn lại nào hết á. Quýt lộn gặp phàn khoái ra quýt chắc chết đẹp luôn đó, quýt lộn lại ai hết mà được cái chém gió. Mà chém gió sao gặp ngang Lưu Bang không nghe nữa, ông nghe cái ông cho làm đại tướng bọn đầu tiên bọn kia đấu phục đâu. Nhưng mà qua những trận đánh người ta phục nó. Wow. Đó. Và cái điều cuối cùng nữa là cái gì? Cái thằng Trung Ly Muội. Thằng Trung Ly Muội là thằng ngày xưa bảo vệ thằng Hàng Tín. Đó. Rồi sau này á, khúc mà quân sở thất thế rồi đó, thằng Trung Ly Muội nó qua nó ở với Hàng Tín. Nhưng mà Hàng Tín độ này nọ lạnh nhạt, cái kiểu mà gọi là không có chơi hết mình với anh em á. Thằng Trung Ly Muội nó tự tử luôn, chết luôn. Tại Lưu Bang giết mà. Nên cuối cùng á, nó bị con đàn bà Lã Trĩ giết. Thì anh Di chỉ dùng một từ thôi, mẹ nghiệp quật. Nghiệp quật. Thằng đó chết phải rồi. Thằng đó nói chung là không bao giờ đánh giá cao thằng Tín đó. Nhưng mà lịch sử Tàu á, thì hay là gọi là lịch sử Tàu hồi nào cũng giỏi. Nói hồi nào cũng giỏi, mẹ Lữ Bố cũng giỏi, Quang Vũ cũng giỏi, Triệu Dân cũng giỏi, không có nào giả. Mà Hàng Tín thì nó là chiến thần. Xin lỗi, Hàng Tín không phải là chiến thần. Hàng Tín không phải là chiến thần. Chiến thần là Hạng Vũ nha. Đó là xong nhân vật Hàng Tín. Bóc một chút xíu thôi. Qua nhân vật cuối cùng là Trương Lương. Thằng Trương Lương á, nó giống Hàng Tín ở chỗ á, là nó phản. Trương Lương á là quân sư nha mấy em. Bây giờ là Tiêu Hà là thừa tướng, còn Hàng Tín là đại tướng. Thằng Trương Lương là quân sư. Quân sư giống như bộ ngoại giao, đi chém gió, đi xào chẻ, đi hợp tung, đi liên hoành rồi đó mấy em. Đi qua Ngụy, qua Thục, qua Ngô, rồi này nọ, rồi viết thư quề bên này, quề bên này, quề bên kia, rồi liên cấp này, liên cấp bên kia đó, như hiến cho một số kế đó. Thì nói về chuyên môn, Trương Lương có giỏi không? Giỏi. Nhưng mà nói về con người, Trương Lương chơi không đẹp. Chơi dơ lắm, nói chung là nguyên cái phe của Lưu Bang nào chơi cũng dơ hết mấy em. Đó, đầu tiên á là khi mà khởi nghĩa đó là quân sở nắm Xói Kỳ. Quân sở của Hàng Vũ nắm Xói Kỳ thì Trương Lương á nó lính của quân sở. Đó, nó là chư hầu nó theo sở thì nó là lính của sở. Đúng không? Nhưng mà Phạm Tăng nè, với Hạng Vũ nè, muốn cho nó giúp sức, mời nó đàng hoàng. Thì nó cái kiểu mà nó từ chối thì nó không từ chối, mà nó nhận lời thì nó không nhận lời. Nó chơi nó đu dây, thấy không? Nó đu dây mà cái tất cả những cái kế của nó bàn ra toàn là có lợi cho Hán mà có hại cho Sở, hay nói khác là có lợi cho Lưu Bang mà có hại cho Hạng Vũ. Nên cái cách chơi nó rất là chó, đúng không? Cách chơi rất là chó. Cái gì nó phải rõ ràng. Thôi tôi theo Lưu Bang luôn thì nói mẹ đi, không có đâu. Nên cái giang sơn nhà Hán có được á là phần đầu là nhờ Trương Lương. Phần đầu là nhờ Trương Lương, phần sau á là nhờ Hàng Tín với Tiêu Hà. Wow. Đó, rất là nhiều cái phi vụ mà Trương Lương á nó luồn cúi, nó quỳ lại và nó xạo ke. Nó luồn cúi, nó quỳ lại, nó xạo ke với thằng Hạng Vũ để làm chi? Để nó cứu Lưu Bang. Mà trong khi Hạng Vũ coi nó như huynh đệ vậy đó. Hạng Vũ coi nó như huynh đệ vậy, nhưng mà cái cách nó hiến kế rất là nham hiểm với quân sở, rất là nham hiểm với Hạng Vũ. Nó không có chơi trung lập, nó không có phe. Đó. Trong cái Hồng Mông Yến á là thằng Lưu Bang nó đã chết rồi đó, nhưng mà nó viết thư, nó luồn cuối và nó liên kết, nó giúp đỡ Lưu Bang rất là nhiều. Nó có mối quan hệ với thằng Hạng Bá. Hạng Bá là chú của Hạng Vũ,
đúng không? Xong rồi xào trễ thằng Bá là sau đó đó, để cho thằng Vũ nó nghĩ rằng thằng Lũ Bang không có phản, Lũ Bang tốt lắm, thôi đừng có giết anh em thôi mà, đồ này nọ kia, rồi sau này đi lên cái vùng gọi là vùng Ba Thục á, cái vùng Thành Đô đó, nó cũng vẫn là xạo với thằng Hàng Vũ. Nói chung á, thằng Trương Lương á, nó sống rất lỗi với Hàng Vũ mấy em, nó sống rất lỗi với Hàng Vũ, nên cái nhân cách đó đó không thể nào mà gọi là anh hùng được, đúng không? Không thể nào gọi là anh hùng được, mà nó thể hiện một sự nham hiểm, nó thể hiện một cái gì đó nó kỳ quá. Bởi vậy Phạm Tăng á rất là đề phòng Trương Lương, rất đề phòng Trương Lương, nên Trương Lương này nó dùng mà không được phải diệt. Nhưng mà Hạng Vũ mà nó anh em không à, thằng Hạng Vũ này nó huynh đệ, nó quan trọng lắm, nó không có giết. Chứ mà gặp là Hạng Vũ nó cắt cổ Trương Lương ngay từ đầu là cả như xong game rồi. Lúc mà mình mời nó làm quân sư cho mình á, nó nói thôi giờ phụ về phục vụ cho Hàng Dương, phục vụ cho Hàng Dương xong rồi xào chẻ này nọ kia cũng vì quyền lợi của nước Hạng cũng được đi. Nó là cuối cùng á thì á xong rồi cái Hàng Dương chết rồi, Hàng Vũ giết luôn. Một mình Hàng Dương cũng bố láo lắm, giỡn đâu. Đó, Hàng Vũ giết luôn. Xong cái giết xong rồi chạy về Lưu Bang, từ đó là ở chung Lưu Bang luôn đó. Nó mượn binh, mượn quyền, mượn gì đó thằng Hạng Vũ cho hết. Đó, nên vì cái tính cách mà đẻo đẻo đó đó là anh không có đánh giá là cao người Trương Lương. Quân Gia Cát Lượng hay hơn, đúng không? Gia Cát Lượng sống không có đẻo. Gia Cát Lượng trước sau như một nha. Nên bạn nói là Trương Lương tài cao hơn Gia Cát Khổng Minh, anh không đồng ý. Nope. Anh không có đồng ý. Đó, Trương Lương đó, nếu mà nói về Trương Lương thì tài phải dưới Khổng Minh. Tại Khổng Minh nó có những tài thật và ở Khổng Minh nó có lòng trung. Con người ta quan trọng nhất là sống phải trung cái đã. Còn bây giờ ông không trung mà ông đổi gì. Mà thêm một cái tình tiết khác là ở thằng Trương Lương á, kêu là Tử Phòng nha, Trương Lương tự Tử Phòng. Đó, Lưu Bị tự Quyền Đức, biết chưa? Thì lúc mà nhà Hán sắp thành công á, nhà Hán sắp thành công á thì thằng Hạng Vũ ở thằng Trương Lương á, Trương Lương nó quá hiểu Lưu Bang. Quá hiểu Lưu Bang nên bị đứt Lưu Bang hay nào cũng dứt sữa từng thằng hết rồi. Nó cáo bệnh nó trốn luôn. Nó cáo bệnh nó trốn á, nên nó mới sống. Wow. Chứ không nó chết như hàng tính luôn rồi. Đó, nên nó là trong ba thằng mà gọi là Hán Sơ Tam Kiệt đó thì đương nhiên là tài năng là có. Nhưng mà cái cách chơi nó không có. Nó không có đúng với cái bối cảnh thời phong kiến, mày hiểu không? Cái bối cảnh thời phong kiến là chữ trung là quan trọng nhất. Sống mà phản một cái là phải chết. Đó, nhưng mà ba này vì lý do đó anh bóc phốt, anh không công nhận là Hán Sơ Tam Kiệt là những người anh hùng đáng để giới trẻ nói theo. Đúng không? Tài năng thì đương nhiên có thằng giỏi này thằng giỏi kia, phe này phe kia quýnh lộn thì cả hai phe đều có nhân tài riêng. Còn nói về tại vì chẳng qua là sao, Lưu Bang nó thắng cuộc. Thằng Lưu Bang nó thắng cuộc nên người ta tôn vinh nó. Người ta nói là Triều Hán nhiều nhân tài. Nhân tài con khỉ quýnh chạy như con chó luôn, nhân tài. Không lẽ mấy em muốn thích đâu, anh bóc tới cái thằng Hán nó thua tờ, nó không được mẹ gì hết trơn trời á. Nó quýnh lộn cái kiểu ăn rất là dơ. Nó cái chiến thắng của nó đổi ra cái sự chửi của thiên hạ. Bây giờ tụi em thấy là ở trong lịch sử phong kiến á, có hai cái triều đại mà nó gọi là nó lập quốc xong nó bị chửi không được phát nào. Cái triều thứ nhất á là triều gì? Triều Hán này nè. Cái triều thứ hai biết triều gì không? Cái triều thứ hai là triều Chu Nguyên Chương, Triều Minh. Đó, Chu Nguyên Chương lập quốc lên đi quốc Trương Quân Bảo này nọ kia, phốt tà le luôn. Để bữa sau kể tiếp nha mấy em. Rồi, hay thì like share nha, nhớ nha, Sử Tạo giờ là quay về kinh cá nhân rồi đó. Kinh Di Nguyễn THL. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Like share là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.